Em về những câu chuyện liên quan tới vong linh của người mất nơi thủy vực, tức là những người mất ở trong hồ ao suối biển. Rồi thì trước tiên chính sẽ kể về câu chuyện của một vong linh nam nhân. Thì năm đó năm đó chính có gặp một em nam trong một cái chuyến đi từ thiện. Thì trong chuyến đi đó em ấy có những cái biểu hiện cũng hơi là lạ, tức là em đó là dạng là người có cái năng lượng mà dễ cho các bạn vong linh người ta tương tác ấy. Đó thì sau đó một thời gian thì em ấy chủ động liên lạc tìm Linh Chính. Em ấy nói là em ấy từ bữa giờ có những cái biểu hiện là cứ ngồi rồi thở bong bóng, rồi cảm thấy luôn luôn thấy thân người của mình nó bị lạnh lẽo, tay chân đổ mồ hôi đổ nước ra rất là nhiều, mà nó lạ lắm, nó không có giống như là cái phong cách bình thường. Rồi đang ngồi vậy á, cái cứ thở bong bóng ra bằng miệng bằng mũi vậy đó, mà cứ không có nói chuyện được, cứ kêu là ập 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 vậy đó. Thành ra là em ấy sợ, em ấy không biết là mình có bị cái gì không, nên em ấy mới liên lạc để đánh cặp xin nhờ chính coi giúp. Thì hôm đó khi mà em ấy đến cái am của chính á, thì em ấy vô, em ấy cũng kể lại đầu đuôi câu chuyện là hôm rồi em ấy đi mơ có đi ngang một cái khu mà có người ta chôn ở trong đất nhà ra đó, cũng chôn nhiều mồ mả. Rồi em đó đi ngang một cái khu đó, xong rồi em đó đi ngang cái cầu ở bên dưới là một cái con kênh lạch nhỏ đó. Thì sau khi em mới đi ngang đó xong, em mới cảm thấy rợn rồi. Thì khi mà sau này em mới hỏi ra thì em thấy được người dân ở đó nói là ở ngay chỗ cái bút kênh lập đó, ít lâu trước đó khoảng vài năm trước thì có người từng chết đuối ở đó. Thì em ấy nghe vậy là em ấy rất là lo lắng, bởi vì em ấy cứ cảm giác là rùng mình lạnh người rồi không có nói chuyện được, cứ rùng mình xong rồi cứ cứ ập 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 mà cái bọt bong bóng từ trong miệng của em ấy cứ thế mà tuôn ra, nó lạ lùng lắm đó. Thì đang nói chuyện hỏi thăm một chút xíu thì em phải cảm giác khó thở, xong rồi cái em đó mới ôm cổ ôm ngực la, mà la không thành tiếng, tức là biểu hiện của vương nặc là đang la thì đau đớn khổ sở mà không có ra tiếng, mà lại là cái tiếng ọc 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 ọc. Và sau đó là từ miệng em thấy bọt phí tuôn ra bay lên. Bọt phí ở đây chính là nước miếng của em ấy, nhưng mà nó có thể ra thành bọt phí giống như người ta khỏi bong bóng hoặc xà phòng vậy đó. Đó nó ọc ọc xong rồi phê bắt đầu nó tuôn ra bọt phí, và nó có thể bay ra được chút xíu giống như xà phòng vậy, nó rất là lạ. Và mặt em ấy lúc đó là tái xanh, toàn thân lại bắt đầu tuôn mồ hôi ra. Thì chính nhìn một cái là chính thấy rồi, rồi có bạn âm linh cầm nịch quỷ ở đó. Cầm nịch quỷ là những phong linh mất ở thủy vực, thì mình gọi họ là cầm nịch quỷ. Thì chính mới làm pháp để đưa bông linh đó ra khỏi cái thủy vực đó trước.
ra khỏi cái cảm thái mà mình bị ở trong thế vực. Bởi vì lúc này là vong linh đó đã nhập vào người của em nam đó rồi, vong linh nó không còn ở thế vực nữa, nhưng mà bởi vì người ta mất lúc mà cầm tử nghiệp, trước khi mất á, trước khi tắt thở á, là người ta còn nhận thức được, người ta biết là mình đi chìm mà người ta đau đớn với cái sự chết chìm đó, cho nên là người ta vững chắc cái cần kinh nghiệp đó và người ta thể hiện thành nghịch quỷ hả. Thì khi này lúc này chính mới đọc cái câu chú là Nam mô hư không nghịch nhập vô nhất vật, Nam mô chân mã tiêu trừ an nghiệt chướng đó. Chính đọc hai cái câu đó, chính đọc mấy lần như vậy thì người của em nam nhân đó ấm lên và không còn bị lạnh, không còn bị xanh xao nữa. Thì khi đó là bắt đầu em đó mới tỉnh táo, thì chính mới nói với em đó là em đúng là có một vong linh nghịch quỷ, người chết chìm ở cái thế vực đó vừa nhập vô em, và trạng thái mà em phải phong vấn với lại tay chân em chảy nước là rất là nhiều á, là do những cái bướm chấp của bạn đó mất ở nơi vùng sông nước, nên là khi mà bạn nhập vô em thì bạn thể hiện những cái gì vậy, và chắc chắn một điều là bạn không thể nói chuyện được do bạn lúc đó là bị rơi xuống nước mà, thì đâu có nói chuyện gì được đâu, cho nên bạn đau đớn kêu kêu la nhưng mà không có là tiếng được đó. Thì bây giờ nếu mà em đồng ý á thì chính sẽ gọi bạn đó nhập vô em để hỏi thăm, rồi chính có thể dẫn viên để chờ bạn đó có thể theo chính tu tập về đầu tràng. Thì nếu mà em hoan hỷ, em thực sự muốn trợ cái gì này thì chính sẽ mời bạn đó vô em để hỏi thăm. Đó. Thì bạn đó nghe như vậy, bạn đó rất là cảm động và bạn ấy thâm mỹ vô cùng. Bạn nói là dạ em thì trước giờ em cũng đi từ thiện mà muốn giúp đỡ cho mọi người mà, cho nên lần này nếu mà có thể giúp đỡ cho một ông linh người ta thoát được cái cảnh khổ như vậy rồi người ta đi tu tập á, thì em rất là vui vì mình có thể giúp được. Với lại từ bữa giờ em bị vậy em cũng thấy đau đớn khổ sở nhiều lắm, mặc dù mình thỉnh thoảng mình bị vô trạng thái là chết chìm thôi, nhưng mà mình đã thấy nó đau khổ vậy rồi, để con người ta mà đã chịu như vậy mấy năm nay vậy rồi thì đau đớn dường nào, con nghiệp quá. Ôi chính gọi bạn đó vô giùm em đi, em sẽ cho mượn xác để nhà bạn nó nhập vô đó. Thì sau khi em nam đó đồng ý thì chính mới làm pháp và mời vong linh nghịch quỷ đó giáng nhập. Thì sau khi mà vong linh nghịch quỷ giáng nhập vào thì lúc này là đầu tiên là bạn khóc, bạn đã có thể khóc được thành tiếng mà không còn nữa, bởi vì lúc nãy là chính đọc mấy câu chú làm pháp đó là để hóa giải cái trạng thái, cái cảm giác bị nước vào phổi vào miệng mà không có bị, mà không có nói chuyện được lúc mà bạn cần tư nghiệp á đó. Đó cho nên bây giờ là bạn đã trở lại được cái trạng thái bình thường một sống. Thì đầu tiên bạn vô là bạn khóc, bạn khóc rất là lớn, bạn kêu ngào khóc rất là lớn đó. Thì khi mà bạn khóc như vậy xong rồi thì chính mới nói là tịnh tâm, Nam mô tâm tịnh như thủy hồ lặng sóng đó. Chính nói bạn tịnh tâm, chính đọc câu chú đó xong rồi thì bạn khiên tỉnh lại tất cả những nỗi đau của bạn, những cái ký ức của bạn, là lúc đó chính cảm nhận được, nhìn thấy được những cái ảnh tượng đó tái hiện lại đó. Thì rất là đáng thương đó, là bạn bởi vì bạn đi đường, bạn bị mệt, đang chạy xe cái bạn bị mệt, cái bạn bị ngã, bạn ngã xuống dòng nước đó, nhưng mà lúc ngã thì bạn vẫn còn tỉnh được, vẫn còn biết được là rớt xuống nước vô vô không có ai cứu được hết đó. Thì khi mà
Chính thấy cái cảnh tượng đó với thương quá, xong cái chính mới nói với bạn là thôi thì chuyện đó qua rồi, một kiếp sinh của mình như vậy là xong rồi, thì bây giờ mình buồn đi, mình không có chịu những cái nỗi đau đó nữa, thì mình mới luân hồi tái sinh thành dạng thần thái khác để tu tập an lành hơn. Cái bạn đó gật đầu, bạn cảm ơn, bạn nói là cảm ơn chính đã muốn giúp bạn đó khỏi cái cảnh như vậy, thì bây giờ bạn cũng không biết đi đâu hồi đầu hết, thì nếu mà được thì chính giúp đỡ cho bạn có một cái chỗ thì bạn ở bằng tu tập đó. Thì chính mới nói thì bạn có thể theo chính để ở cái am đó để tiếp tục tu dưỡng tâm thức của mình, để tỉnh hóa nhân duyên của mình, rồi thì bạn sẽ sớm chuyển sinh về cõi lành thành một anh linh có tu tập an lành ha. Như vậy đó thì bạn cảm ơn xong rồi cho chính mới đọc cái câu chú là Nam mô Ân Cước Ngọc Hồi Nguyên Khí, để cho bạn đó có đầy đủ cái khí lực của mình, thân ảnh bạn đó trở nên sáng sủa hơn, không có u tối, không có lạnh lẽo nữa, rồi bạn mới hồi hướng tu tập đó. Thì chính mới nhờ các chư vị ở cõi thiên nhắn lại để mà độ duyên, điểm duyên cho bạn ấy về cảnh giới ở trung giới để tu tập với đạo tràng, nên đạo tràng phù hợp với lại bạn đó đó. Thì sau khi gọi xong thì chính phải đọc Om Chiêu Tên Đó À Đó, chính đọc như vậy. Thì sau khi mà bạn nghe cái tiếng đó xong thì bạn ngước mặt lên và mắt bạn trợn lên, rồi bạn sực dạ. Trước khi đi thì bạn có cúi đầu chắp tay lại cảm ơn chính đó, rồi cái bạn ngước mặt lên, bạn trợn mắt và bạn xuất ra. Thì sau khi bạn xuất ra xong thì nam nhân đó trở lại cảm thấy bình thường, và lúc này bạn nam nhân hoàn toàn nhớ lại được tất cả những gì vừa diễn ra. Bạn với cái thương quá, bạn ngồi bạn muốn khóc được, nói tội nghiệp đây là bông binh đó quá, vì đã ngã gậy rồi. Thôi thì em cảm ơn vô chính đã giúp đỡ cho em, với lại giúp đỡ cho bông binh đó được siêu thoát khỏi cái cảnh khổ đó. Thì câu chuyện chính kể chia sẻ thế này cũng là sắp tới tham lượng của tập chia sẻ này rồi, thì cảm ơn các em đã ghé đây dành chút thời gian ngồi lại với chính để nghe những chia sẻ về các phong linh đau khổ mà mình có đủ duyên để mình gặp, thì mình đủ duyên cho họ được tu tập. Cảm ơn các em, hẹn các em ở tập tiếp theo. Chào các em. Dạ, cô chính cho em hỏi là gia đình có thân nhân bị mất ở nơi thủy vực thì làm sao để dẫn hồn về? À, chào em. Thì để chính chia sẻ ha. Việc này cũng có nhiều người bị có thân nhân như vậy mà người ta cũng không có biết làm sao, thì người ta cũng có hỏi. Thì thế này nè, đầu tiên trước tiên là mình đến chỗ cái nơi mà thân nhân người ta mất á, tất nhiên là đầu tiên là phải tìm để trục bớt xác, đúng không? Thì khi mà trục bớt xác lên được thì lúc đó mới nói với lại nha cái chỗ xác đó, và nói là hồn phách của người đó tên gì thì mình gọi tên đầy đủ, tuổi gì, bao nhiêu tuổi ha, gọi họ tên đầy đủ tuổi, ví dụ người đó là Nguyễn Văn A 50 tuổi chẳng hạn, thì mình sẽ nói là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A 50 tuổi, Nguyễn Văn A 50 tuổi, Nguyễn Văn A 50 tuổi, hồn phách phải theo sát này đến mà về nhà, hồn phách phải theo sát này về nhà. Cứ nói như vậy thì nếu trục vớt được xác thì lúc đó là hồn phách sẽ có một cái sợi dây liên kết sẵn với lại cái thân xác đó, và người ta sẽ theo cái thân xác đó để đi về và an táng. Như vậy rất là đơn giản.
Rồi trường hợp thứ hai đó là không trục vớt được xác. Nếu như không trục vớt được xác thì mình cần phải tới cái chỗ đó, nguyên cả một cái vùng thủy vực đó, và mình cầu nguyện với lại các vị chánh thần, như là ở đó nếu là sông thì mình gọi là Hà Bá, ở đó là biển thì mình gọi là Hải Thần, nếu là suối thì mình gọi là Tiền Thần nha. Thì hoặc là suối ở trong trong rừng trong núi thì mình cũng có thể gọi là Sơn Thần, Tâm Thần như được ha. Đó thì mình tới lại cái chỗ khu vực đó và mình cầu nguyện với lại vị chánh thần ở đó, mình nói là mình là thân nhân của người đó, tên họ là gì, đi đạp ngày nào tháng nào, và mình được tin là người đó bị mất ở đây, thì mình chỉ biết vậy thôi chứ không có trục vớt xác được. Bây giờ nhờ vị chánh thần ở đó, nếu có thể được thì dẫn viên để cho gia đình có thể trục vớt được, thấy được xác nha. Và thứ nhất, thứ hai nữa là xin nhờ chư vị dẫn viên cứu giúp để có thể, thì mình điều thứ hai đó là mình nhờ các vị giúp đỡ cứu giúp cho hồn phách của người đó được đưa về nhà. Thì mình cũng phải đọc cái địa chỉ nhà của mình thường xuyên mình cầu nguyện, mình đọc như vậy. Rồi mình theo tôn giáo nào thì mình cứ đọc kinh cầu siêu của tôn giáo của mình. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng nên chuẩn bị một cái linh ảnh linh vị ha, một cái bát hương với chín cây hương và một cái ngọn đèn dầu hoặc là nến. Thì mình tới đó rồi mình lập cái bàn hương án nó như vậy, rồi mình ứng nguyện mình cầu khấn. Nếu mà được phận duyên nữa thì mình nên có một ít cái lễ vật là trái cây tươi mới, gọi lại một chậu hoa nhỏ, cái cây tươi chậu hoa nhỏ và ba cái chén nước rượu với trà nè, nước uống nước trắng đường, chén rượu và chén trà mới một cái lại một chung đó. Mình bày một cái bàn lễ nhỏ với lại cắm chín cây hương ở cái bàn lễ này để nhờ cầu khấn với lại chư vị chánh thần ở đó. Tức là mình sẽ chuẩn bị hai cái bàn lễ, một cái là một cái mâm nhỏ, bàn nhỏ để cho công linh của người mất, và một cái là để mình đặt ở ngay cái góc đó, cái góc mà mình thấy sạch sẽ để mình cầu khấn với lại vị chánh thần ở đó để nhờ giúp. Thì khi mà mình làm vậy xong thì thường là trong khoảng 3 ngày đổ lại là có thể may mắn tìm thấy xác, hoặc là sau khi mình cầu nguyện xong thì là hồn phách của người đó khoảng chừng trong vòng 1 ngày thế à, là người đó đã có thể về được nhà. Cái cách này rất là hữu hiệu. Thì chính chia sẻ với các em, rồi em có gì nhớ thì khi nào có duyên cần dùng thì đỡ rồi. Dạ chính cho em hỏi là chuyện Maya bắt người để thế thế mạng đúng không ạ? À chào em, về việc ma gia bắt người thế mạng thì chính nói thiệt đây là một cái rất là buồn cười. Buồn cười tại sao? Buồn ở chỗ á, là người ta bị vô minh mà người ta tự biên diễn cái câu chuyện như vậy. Rồi là cái chỗ là người ta tự mình làm khổ chính mình, người ta cứ nghĩ tới những điều bất thiện mà người ta tin vào điều bất thiện, trong khi người ta không nghĩ tới cái chuyện nhân duyên nghiệp quả, nghĩ tới nhân quả luân hồi quả báo đó. Thì chuyện người chết biến thành địch quỷ mà mình gọi năm nay là ma da đó, đó là cái sự đau khổ của người đó. Người ta đã khổ rồi, đã đành rồi, mình cứu giúp được thì mình cứu giúp, chứ sao lại đổ lỗi là người ta ở đó để người ta bắt hồn người khác được, nói gì vậy thì tội nghiệp người ta. Còn cái chuyện mà người ta thấy giống như ngay cái thủy vực mà có người đã mất á, xong rồi sau đó ít lâu thì có người mất nữa, thì thật ra cái việc này nó cũng rất là bình thường thôi, chứ đâu có cái gì mà
mà phải mất người thế mạng, tại vì tai nạn mà mỗi ngày trôi qua, mỗi giây trôi qua ở khắp mọi nơi trên thế giới này đều có người ra đi, mà ra đi bằng với nhiều cái nguyên do khác nhau. Cho nên ở một cái vùng thủy vực đó thì cái việc lâu lâu có người gặp tai nạn rồi mất ở đó là một điều rất là bình thường chứ đâu có gì lạ. Rồi tin nữa đó là cái nơi nào mà có người mất á, mà người ta nghĩ những điều bất thiện, người ta tin vào điều bất thiện, người ta nghĩ là không bao giờ khéo, thì chính cái suy nghĩ đó của họ đó, hôm trước chính có nói á, trong lòng mình có phạm thì mình gặp phạm, trong lòng mình có ma thì mình gặp ma. Bởi vì người ta thường suy nghĩ những điều bất thiện như vậy, cho nên ngay tại cái khu vực đó nó bị ám bởi những cái năng lượng tiêu cực, những cái ý niệm tiêu cực của những người sống, mà người ta đồn đại rằng ở đó có ma da bắt hồn. Do những cái ý niệm tiêu cực đó mà nó khiến cho bầu không khí ở đó bị u ám, cộng trược nặng nề. Thì những ai mà đi vô cái khu vực mà có cái bầu không khí như vậy thì rất là dễ bị say sẩm, khó chịu, mệt mỏi. Mà gặp mà đi trên một cái cầu đi ngang sông hay là đi ngang mé sông mà bị vô trạng thái đó thì cái khả năng bị mất kiểm soát thân tâm mình, rồi mình gặp tai nạn là một cái chuyện rất có khả năng xảy ra. Đó. Cho nên những cái điều như vậy hoàn toàn là mê tín, và mê tín đó có thể gây hại cho những người đi qua lại ở nơi thiên vực đó thì rất là không nên. Cho nên tính chia sẻ ở đây để mọi người hiểu rằng là chúng ta đừng mê tín, chúng ta hãy sống trong chánh niệm, sống với lại ba chánh đạo, sống tin vào nhân quả, hiểu về luân hồi tái sinh, thì khi đó chúng ta sẽ không còn sợ hãi bởi vì vô minh, sợ hãi bởi vì không hiểu được các lý sự diễn ra xung quanh mình nên sợ. Sợ rồi thì mình tự mình hù mình, tự mình hù những người khác nữa, làm cho mọi người bị rối ren đi đó. Thì chúng ta đừng nên như vậy, mà chúng ta biết chỗ nào, nơi thủy vực nào có vong linh người mất ở đó, gọi là địch quỷ hay là ma da, thì mình cứ cầu nguyện cho họ được sớm giải thoát, sớm siêu thoát khỏi cái cảnh khổ đó, sớm tái sinh khỏi lành nha. Là như vậy. Cảm ơn em. Đã hỏi. Rồi. Rồi. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Thì chính cảm ơn mọi người đã ghé ở đây và chia sẻ với chính. Thì tập kế tiếp chúng ta sẽ chia sẻ về vong linh của những người mất ở bệnh viện. Bởi vì thời buổi hiện tại rất là nhiều người mất ở bệnh viện. Chúng sẽ chia sẻ thêm. Cảm ơn người hiểu. Cảm ơn cả nhà.